chẳng còn nguyên vẹn. Những cửa hang kỳ lạ như dẫn lối vào khu căn cứ của người ngoài hành tinh, hay xác của những con tàu lớn, hay những chú nai bị đóng băng khi đang tranh đấu. Đó chính là những thứ mà con người chúng ta phát hiện được trong lớp băng đá. Cụ thể, đó là những thứ như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng với Tomo khám phá chúng mình tìm hiểu nhé! Xác ướp 500 năm như người đang ngủ. Cách đây hơn 20 năm, vào năm 1999, trong chuyến thám hiểm ở hai quốc gia láng giềng Argentina và Peru, một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra xác ướp của ba đứa trẻ người Inca ở độ cao 6.705m thuộc vùng núi lửa Laylalaco, Argentina. Trong đó, đứa trẻ lớn nhất có tên Laylalaco Maiden, hay còn được gọi là trinh nữ băng đá, 15 tuổi. Hai xác ướp còn lại gồm một bé trai và một bé gái được đặt tên là Laiko Laiba Boy và Lightning Girl. Nhìn qua bức hình này, nhiều người bị lầm tưởng các bác sĩ đang cứu chữa cho một bé gái nào đó. Thế nhưng, thực chất đó không phải là người sống, mà là một xác chết của một đứa trẻ 15 tuổi, có niên đại lên tới 500 năm. Đây chính là một trong ba xác ướp với những đặc điểm vô cùng kỳ lạ, đánh lừa cả các nhà khoa học. Kết quả khám nghiệm cho thấy, các cơ quan nội tạng của những đứa trẻ dường như không hề bị tổn thương. Phần não còn nguyên vẹn, thậm chí trong tim vẫn còn có chút máu. Ba đứa trẻ được tìm thấy trong tư thế, hai tay để trên đầu gối, đầu hơi cúi về phía trước, có một chiếc khăn quàng qua vai và không hề tìm thấy dấu hiệu bầm dập hay bị đánh đập trên cơ thể. Qua quá trình khám nghiệm và nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng đây là những xác ướp có niên đại lên tới 500 năm. Mặc dù là những xác ướp có niên đại lâu đời, nhưng sự nguyên vẹn của nó khiến nhiều người khi tiếp xúc đều phủ nhận kết luận của khoa học. Thậm chí, nhóm các nhà khoa học đã có công tìm ra bộ xác ướp vô giá này trong lần đầu tiên nhìn thấy cũng đã gặp phải những nhầm lẫn tương tự. Một bác sĩ khám nghiệm trong nhóm nghiên cứu nói: "Tôi không thể tin nổi là xác ướp 500 năm tuổi được. Trông chúng như thể ba đứa trẻ mới chỉ chết cách đây vài tuần trước, hoặc thậm chí là vài giờ trước. Khi nhìn đôi bàn tay của cô bé, những ngón tay còn nguyên da thịt, chúng làm tôi cảm thấy ớn lạnh vì trông chúng chẳng khác gì một phần cơ thể của người còn sống." Kể từ khi phát hiện ba xác ướp này, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu và phát hiện ra những sự thật bất ngờ. Theo đó, ba đứa trẻ này rất có thể là vật hiến tế thần linh của tộc người Inca. Người Inca cho đứa trẻ đi để sống với các vị thần, nhưng thực chất chúng là vật hiến tế cho các vị thần Inca. Từ việc kiểm tra các mẫu tóc của cô bé 15 tuổi, các nhà khoa học phát hiện ra rằng nhiều tháng trước khi được mang đi hiến tế, ba em bé đã được vỗ béo bằng một chế độ ăn giàu dinh dưỡng nhưng đều tượng trưng cho những sản phẩm mùa màng hay phương tiện dùng trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân như là khoai tây, ngô, rau củ và thịt lạc đà khô. Những thứ đồ ăn đó thường chỉ dành cho tầng lớp có địa vị. Bên cạnh đó, những dấu hiệu trên cơ thể bé gái khiến người ta tin rằng cô bé bị cho uống thuốc mê và bị bỏ đói đến khi chết ở trên núi. Những người có địa vị cao trong tộc người Inca chịu trách nhiệm đưa ra những vật hiến tế lên đỉnh núi để làm lễ. Vì cuộc hành trình vô cùng dài và gian nan, đặc biệt là đối với những đứa trẻ, chúng không hề được chết trước khi đến nơi nên người ta dùng lá coca cho chúng ăn. Khi dừng chân tại nơi chôn cất, những đứa trẻ được cho uống một loại thuốc mê để giảm đau đớn, sợ hãi và kháng cự. Sau đó chúng bị giết chết bằng cách siết cổ, đánh vào đầu hoặc bỏ mặc bất tỉnh trong cái lạnh cực độ và chết vì phơi nhiễm. Theo nhiều tài liệu lịch sử ghi chép được, trong văn hóa truyền thống của người Inca có một nghi thức đó là hiến tế trẻ em cho thần linh để cầu cho mùa màng bội thu và cuộc sống an lành. Nghi thức này còn có tên gọi Capacocha, thường được tổ chức sau một sự kiện không tốt lành nào đó, chẳng hạn như người đứng đầu bộ tộc chết đi hoặc nạn đói xảy ra. Theo tín ngưỡng của người Inca, những đứa trẻ như vậy sẽ được xem như là những người bảo vệ cho ngôi làng của chúng từ đỉnh núi, cùng với tổ tiên của chúng và được tôn vinh trong cái chết. Những đứa trẻ được đi giày hoặc dép và mặc quần áo sặc sỡ, được trang trí tỉ mỉ, công phu. Hơn 100 đồ trang sức quý giá cũng đã được tìm thấy trong khu chôn cất những đứa trẻ này. Ba đứa trẻ được quấn lỏng lẻo trong những chiếc khăn choàng và được ngồi khoanh chân vì chúng ngủ thiếp đi sau khi bị đánh thuốc mê. Xác voi ma mút nguyên vẹn nhất thế giới. Một trong những thứ được tìm thấy trong băng tuyết vô cùng đặc biệt tiếp theo chính là xác voi ma mút non nguyên vẹn nhất trên thế giới. Nó được tìm thấy bởi một nhóm thám hiểm ở Bắc Cực thuộc địa phận của Nga. Nhóm thám hiểm cho biết, xác của con voi ma mút này được bảo quản nguyên vẹn như xác của một con voi ma mút 40.000 tuổi có tên là Liuba, được phát hiện tại cùng vị trí cách đây 4 năm. Các nhà khoa học dự định
chuyển xác của con voi mammut được phát hiện tới thành phố Salekhard của Nga, nơi có thể bảo quản xác voi mammut trong điều kiện lạnh nhằm đảm bảo nó không bị phân hủy. Có lẽ nhiều bạn chưa biết, voi mammut bị tuyệt chủng trên trái đất vào thời kỳ băng hà cách đây khoảng từ 11.500 năm đến 1,8 triệu năm. Các nhà khoa học trên thế giới vô cùng ngạc nhiên khi xác của con voi mammut Liuba được phát hiện. Xác ướp người băng Aussie. Nổi tiếng trong những xác ướp băng giá phải kể đến xác ướp Aussie. Xác ướp tự nhiên được bảo quản trong tuyết lạnh có niên đại cách đây 5.300 năm. Các nhà khoa học đã phát hiện ra xác ướp này vào năm 1991 trên dãy núi An thuộc phần biên giới của nước Áo và Italia. Tên của xác ướp này được các nhà khảo cổ đặt theo tên của thung lũng nơi nó được tìm thấy. Ngoài xác ướp, người ta còn tìm thấy chiếc rìu, thanh dao găm và ống tên. Các nhà khảo cổ đã xác định được đây từng là một người đàn ông và là xác ướp cổ nhất được bảo quản tự nhiên ở châu Âu. Ông này có chiều cao khoảng 1m6, trọng lượng 50kg và chết ở độ tuổi từ 30 đến 45. Hiện, xác ướp này đang được trưng bày tại bảo tàng cổ Schutzstiron, phía Bắc Italia. Điều khiến xác ướp này trở nên nổi tiếng là những cái chết không lý giải được của những người liên quan tới công việc nghiên cứu và khai quật. Ngoài ra, thân thế của người đàn ông này cũng là một phần ẩn số khiến nhiều người tin rằng Aussie không phải là một người từ thời cổ đại đó mà có khả năng dịch chuyển không gian. Du thuyền mắc kẹt trong băng ở Nam Cực. Chiếc du thuyền loại nhỏ mắc kẹt dưới lớp băng Nam Cực lạnh giá này có tên Marchenfin, thuộc sở hữu của nhà báo, nhà kinh doanh nổi tiếng người Brazil có tên Juan Lara Mesquita. Con tàu có chiều dài khoảng 23 mét, đã bị chìm xuống dưới đáy đại dương và đóng băng dưới làn nước lạnh giá trong một chuyến thám hiểm vòng quanh Nam Cực năm 2012. Cụ thể, tháng 4 năm 2012, con tàu được điều khiển bởi 4 thủy thủ đoàn đã rời Brazil để tiến hành các cảnh quay cho bộ phim tài liệu ở ngoài khơi Vịnh Maxwell, quần đảo Nam Shetland ở Nam Cực. Tại đây thì tàu bất ngờ gặp phải thời tiết xấu, gió lớn khiến nó va vào băng trôi rồi chìm sâu xuống dưới nước khoảng 9 mét. Thời tiết lạnh đột ngột đã đóng băng con tàu ngay dưới biển. Cả 4 thủy thủ đoàn đều được Hải quân Chile giải thoát kịp thời, nhưng con tàu thì không thể trục vớt lúc kịp thời. Lớp băng dày luôn bao bọc quanh con tàu. Một vài thời điểm trong năm khi thời tiết ấm áp, băng bề mặt mỏng hơn và trong suốt hơn. Nhìn từ trên xuống, có thể nhìn thấy hình dáng của nó gần như còn nguyên vẹn. Vào đầu năm 2016, thời tiết ấm áp đã khiến cho băng tại vịnh Maxwell tàn hết. Người chủ sở hữu của con tàu đã quay trở lại Nam Cực và cố gắng giải cứu tàu. Các thợ lặn đã bọc những chiếc phao khí dưới thân tàu và trục vớt thành công nó lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, sau nhiều năm chìm dưới lớp băng, con tàu bị phá hủy và không thể sửa chữa được nữa. Sau những thất bại trong việc nỗ lực phục hồi, tàu được thả xuống vịnh Maxwell. Và giờ đây, tùy theo thời điểm trong năm, nó vẫn nằm nhấp nhô trong lớp băng tại vùng biển lạnh giá này. Hai chú nai bị đóng băng khi đang đại chiến. Mùa đông năm 2016, một người đàn ông ở Unalalek, Alaska, Mỹ đã rất bất ngờ khi tình cờ phát hiện ra hai con nai sừng tấm trong tư thế đang húc nhau bị đóng băng ngay bên dưới lớp băng lạnh giá. Khi đó, người này đang đi dạo ngắm tuyết ở gần sông Bắc thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng lý thú này. Anh ta ngay lập tức chụp ảnh và chia sẻ cùng với mọi người trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng rất có thể hai con nai sừng tấm này đang húc nhau để thu hút con cái. Tuy nhiên, do hai chiếc sừng mắc vào nhau khiến chúng rơi xuống sông và đóng băng khi vẫn đang trong tư thế đối đầu. Như chúng ta đã biết, Alaska là vùng sinh sống chủ yếu của loài nai sừng tấm. Cuối mùa đông và đầu mùa xuân là mùa giao phối của chúng. Những con đực thường phải giao chiến với nhau để thu hút bạn tình. Các cuộc chiến thường diễn ra ác liệt và gây nên nhiều tai nạn cho đối thủ. Tuy nhiên, hiện tượng cả hai cùng bị ngã xuống sông và đóng băng trong tư thế chiến đấu là vô cùng hiếm gặp. Hai căn cứ ngầm dưới lớp băng ở Nam Cực. Từ ngày Google Earth ra đời, con người chúng ta đã phát hiện ra rất nhiều địa điểm kỳ lạ và trong đó có hai căn cứ ngầm bí mật này tại Nam Cực. Những lối vào bí mật này có thể dẫn đến căn cứ quân sự ngầm hoặc căn cứ người ngoài hành tinh dưới cái nhìn của nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia UFO. Nhưng vẫn không loại trừ khả năng đây là các hang động bình thường, hình thành qua thời gian do điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong khu vực. Một chuyên gia UFO nổi tiếng có tên Scott Waring cho rằng lối vào này có thể dẫn đến một căn cứ quân sự bí mật hay căn cứ của người ngoài hành tinh.
lý giải cho giả thuyết này trong một video. Anh Scott cho xem ảnh chụp của một vật thể bí ẩn trông khá giống với một chiếc đĩa bay bị chôn vùi một phần dưới lớp băng ở Nam Cực trong hang động thứ nhất. Anh Scott dường như muốn chỉ ra mối liên hệ tiềm năng giữa hai lối vào này và chiếc UFO bị rơi và chôn vùi một phần dưới lớp băng Nam Cực. Đáng tiếc, hiện bức ảnh chụp hang động thứ hai trên Google Earth đã bị làm mờ. Hang động này có lối vào với cấu trúc hình vòm cung trông khá cân đối, một dấu hiệu cho thấy đây có thể là một công trình nhân tạo. Cả hai lối vào có thể được quan sát thông qua Google Earth hoặc là Google Maps dựa trên thông số tọa độ như sau. Một lưu ý nhỏ với các bạn, ảnh vệ tinh chụp hang động thứ hai đã bị làm mờ. Đây là hang động thứ nhất. Và đây là hang động thứ hai. Các chuyên gia UFO chỉ ra lối vào các hang động này khá lớn, với hang động thứ hai hình vòm cung có chiều dài 90m, chiều cao 30m. Vậy rốt cục, những thông đạo này là gì? Chúng chỉ là các hang động tự nhiên, hình thành trên lục địa băng trong quá khứ xa xôi? Hay liệu có khả năng những thông đạo bí ẩn này dẫn tới một cơ sở nghiên cứu của người ngoài hành tinh ẩn giấu bên dưới môi trường khắc nghiệt của Nam Cực? Ngoài ra, chúng còn có thể là căn cứ quân sự bí mật của một quốc gia nào đó. Nhưng đến ngày nay, vẫn chưa có một câu trả lời chính xác về hai hang động này. Máy bay quân sự trên sông băng Alaska. Giới chức quân đội đã phát hiện được các mảnh vỡ mà họ tin là xác của một chiếc máy bay quân sự và có thể là xương người nằm rải rác trên một sông băng gần thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Các mảnh vỡ được các vệ binh lục quân Alaska đi trên một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk phát hiện tại sông Knik gần Anchorage khi họ thực hiện sứ mệnh huấn luyện thông thường. Giới quan chức cho rằng chiếc máy bay có thể là lịch sử và cho hay cơ quan hàng không liên bang Mỹ đã ban bố lệnh giới hạn bay tại khu vực này. Không ai được phép mang di vật gì khỏi hiện trường để chờ một cuộc điều tra. Theo yêu cầu của các quan chức quân sự Alaska, Bộ Chỉ huy Hỗn hợp tìm kiếm tù binh và quân nhân mất tích ở Mỹ tại Hawaii đã lên kế hoạch cho một sứ mệnh thu hồi các mảnh vỡ tại sông băng Knik. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu những thứ được tìm thấy trong băng tuyết rồi. Các bạn thấy là trong 8 thứ này thì thứ nào ấn tượng nhất và vì sao? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé. Nhớ like, share video để nhiều người được biết hơn. Sau đó subscribe kênh Top 1 Khám Phá và ấn nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình là những video có liên quan, các bạn đừng bỏ lỡ. Click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!